bán cây mua úc bạn ơi. Hình ảnh các bạn đang nhìn là những cái chậu mua úc ạ, thoát thân khoảng tầm trên 60 cm, và cái gốc của nó to khoảng tầm to hơn ngón chân cái rất là nhiều. Đường kính này chắc cũng phải tầm được 3 cm, hơn 3 cm. Tổng chiều cao của cây là cao khoảng 1m4, 1m5 ạ. Đây có một cái cây nó đã nở cái hoa ra như này rồi. Đấy, bạn nhìn đây là hoa mua úc ạ. Lá mua úc rất là to, cây mua úc là cây cổ thụ nhé bạn nhé. Các bạn muốn biết cách phân biệt cây mua úc và cây mua thái thì các bạn có thể nhìn ở góc trên bên phải màn hình là đường link đến cái video phân biệt, chia sẻ về cách phân biệt của hai loại cây hoa này ạ. Các bạn có nhu cầu muốn mua cây mua úc hay cây mua thái thì vui lòng alo một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ.